một tên vũ giả hơi mập đang nằm nhoài trên bàn ngủ say thanh sam nam tử một cước liền đá tới trực tiếp đánh thức hắn phí nhân kia luống cuống tay chân múa mấy chiêu thức cho rằng ngộ địch nhìn thấy thanh sam nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói văn lâm ngươi mua sáo trang thanh sam nam tử văn lâm hừ nói không đủ tiền mang bạn mới lại đây nhập hội mau mau làm cái thân phận phí nhân nhìn lý vân tiêu một chút lộ ra vẻ khinh bỉ hừ nói bất quá là một tên ngũ tinh vũ tông, tiền giới thiệu của ngươi cũng chỉ có 50.000 trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chính là 5 vạn nguyên thạch ném tới. Lý Vân Tiêu hôn mê, hắn vẫn không rõ đây là một cái tổ chức gì, nhưng đã biết ngụ ý Văn Lâm kéo hắn tới, hóa ra là vì kiếm tiền giới thiệu. Văn Lâm bị phí nhân vạch trần, có chút lúng túng mắng. Ngươi cái con lợn béo đáng chết này, làm chuyện của ngươi, địa phương không nên lắm miệng thì không cần nhiều chuyện hắn lòng đầy vui mừng lấy túi chứa đồ tỉ mỉ đếm hiển nhiên là đối với phì nhân này không yên lòng phí nhân hững hờ liếc mắt nhìn lý vân tiêu một cái ngạo mạn nói thẻ căn cước của người đâu lấy ra lý vân tiêu một trận thẹn thùng nói các ngươi đây là hội gì hay tổ chức gì phí nhân sừng sốt một chút nói hắn không nói cho ngươi tay của hắn hướng về bên cạnh chỉ phát hiện văn lâm đã chạy xa không khỏi mắng vài câu lúc này mới nói không sao, hiện tại ta giảng cho ngươi cũng giống nhau. Tổ chức của chúng ta là cứu tinh cho dế nhũi như ngươi A, nữ thần luận võ chọn rể càng ngày càng gần, ngươi có tự tin đánh bại công tử ca của bảy đại siêu cấp thế lực. Còn có đông vực trẻ tuổi bảy vị thiên tài cường giả được xưng thất tinh tử, tất cả đều vì thế mà đến, nếu như ngươi đi chiến vũ đài, đối đầu những người này có thể có tự tin thắng lợi không? Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, hắn căn bản là sẽ không đi tham gia vũ đài tái gì. Còn đông vực thất tinh tử gì kia càng là nghe cũng chưa từng nghe tới, phòng trừng cùng bắc vực tứ tú gì đó cũng giống nhau. Khương như băng thân là Hồng Nguyệt Thành Khương ra trực hệ, đưa tới những thế lực hàng đầu này tranh cướp cũng là việc bình thường. Này là được rồi. Phi nhân nước miếng văng tung tué nói. Chúng ta không có một hậu trường tốt, không có một cha mẹ cường đại, cũng không có một sư phụ hô mưa gọi gió, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chúng ta. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm nói chúng ta đều là vũ giả sinh ra bần hàn thiên phú lại không cao nhưng chúng ta có cùng chung mục tiêu đều là bởi vì yêu thích như băng nữ thần vì lẽ đó tụ tập thành một khối chính là vì ôm đoàn sưởi ấm cộng đồng đối kháng những cao phú soái kia tổ chức của chúng ta tên băng khối là tín đồ trung thực nhất của nữ thần lý vân tiêu phi nhân càng nói càng thấy mình nhiệt huyết sôi trào gào gào to chu kinh nghĩa ta cũng là tín đồ trung thành nhất của nữ thần băng khối chúng ta tôn chỉ chính là trở thành hộ vệ quân mạnh mẽ nhất trung thành nhất của nữ thần, gào gào. Nói đến phần sau, hắn còn nhẫn không được đứng ở trên bàn sói chu vài câu. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Vậy các ngươi kéo người khác đi, Khương Như Băng này lớn lên ra sao ta cũng không biết, hơn nữa cũng không có hứng thú đi tham gia luận võ chọn rể, phi phi ca, gặp lại. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Tuy rằng Chu Kinh Nghĩa một thân béo đáng sợ, nhưng thân thủ còn rất nhanh nhẹn, một thoáng liền lẻn đến trước mặt hắn, đưa tay cản lại nói. Ngươi không thể đi, Văn Lâm đã cầm tiền giới thiệu, ngươi nhất định phải nhập hội, bằng không phải bồi thường gấp 10 lần. Lý Vân Tiêu không nói gì, lạnh lùng nói. Càng ngày càng quái quỷ, các ngươi đây là phan đoàn hay là tổ chức tà giáo? Ta xem các ngươi là đánh tên gọi phan đoàn, làm việc tà giáo. Sắc khí trên người hắn hơi tản ra, Chu Kinh Nghĩa bỗng nhiên cả kinh, đáy lòng trong nháy mắt như rơi vào thâm uyên vạn trượng, một trận sợ hãi to lớn kéo tới sợ đến toàn thân hắn run cầm cập nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng thần một tên ngũ tinh vũ tông tại sao có thể có khí tức cường đại như thế chu kinh nghĩa vốn định động thủ ngăn lý vân tiêu lại hiện tại vẻn vẹn là cảm nhận được khí tức đối phương liền sợ đến run cầm cập nơi nào còn dám xuất thủ vội vã la lên trước tiên đừng đi chúng ta xác thực là phan đoàn hàng thật đúng giá tuyệt không phải là tà giáo gì ta có thể chứng minh lý vân tiêu đang muốn rời đi vừa nghe hắn nói có chứng minh không nhịn được hiếu kỳ nói. Ngươi có chứng cứ gì? Lúc này Chu Kinh Nghĩa mới phát hiện luồng khí tức kia tiêu tan, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thịt mỡ run rẩy nói. Băng khối tổ chức của chúng ta cùng thiếp thân nha hoàn tiểu tuyết của như băng nữ thần thường thường sẽ liên hệ tin tức. Tiểu tuyết cũng thường mang đến một ít tin tức mới nhất của nữ thần, cùng với nữ thần đối với chúng ta chúc phúc và kỳ vọng. Lý Vân Tiêu chấm chấm chấm. Lý Tây xem dáng vẻ Lý Vân Tiêu dại ra, cho rằng hắn động tâm, lập tức lên tiếng cười nói. Kha kha, có phải rất động lòng? Chỉ cần gia nhập băng khối chúng ta, nói không chắc ngày nào đó liền có thể chứng kiến hình dáng của như băng nữ thần, nói không chắc có thể được nữ thần ký tên. Hắn lộ ra vẻ kích động, phảng phất liền đã chiếm được. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Lại là nha hoàn. Tâm tư của hắn bắt đầu vận chuyển, hiện nay đã biết toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông Vực, Đông Hải Nguyệt Minh Châu đều ở trong tay Hồng Nguyệt Thành Khương gia nữ chủ. Người này hẳn là mẫu thân của Khương Như Băng, có thể thông qua phan đoàn này thẩm thấu, nghĩ biện pháp đạt được Đông Hải Nguyệt Minh Châu cũng khó nói. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi tìm khả nguyệt, cố nhân năm xưa, những chuyện năm xưa kia có thể đã theo cổ phi dương chết mà trở nên càng ngày càng nhạt. Hắn cũng không muốn để chữ khả nguyệt sinh hoạt lại nổi lên bất luận rung động gì. Lý Vân Tiêu tâm tư chuyển động nói. Nếu như nhập hội, có phải có thể nhìn thấy tiểu tuyết kia không? Chu Kinh Nghĩa liền vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá, chỉ bất quá Tiểu Tuyết tỷ tỷ chỉ có thể cùng mọi người gặp gỡ. Nếu như ngươi muốn tiến một bước cùng Tiểu Tuyết tỷ tỷ tiếp xúc, nhất định phải trở thành thành viên cao cấp của tổ chức chúng ta mới có thể gặp. Lý Vân Tiêu nói. Làm sao mới có thể trở thành thành viên cao cấp? Chu Kinh Nghĩa cười nói. Chỉ cần có đầy đủ cống hiến hoặc là thực lực, một trong số đó là được. Trở thành thành viên trọng yếu nhất định phải có tu vi vũ tôn, hoặc là vì tổ chức kiếm được ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch liền có thể sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức đen lại, thế này sao lại là phan đoàn gì, chính là tà giáo trăm phần trăm không hơn không kém. Đột nhiên một âm thanh ở trong sân vang lên, ngắn mà gấp gáp, thúc tâm thần người. Chu Kinh Nghĩa biến sắc, vui vẻ nói. Là tín hiệu triệu tập, có thể là tiểu tuyết tỷ tỷ tới, mau đi xem một chút, tiểu tử ngươi thật là có phúc khí. Thân thể hắn lóe lên, dĩ nhiên nhanh nhẹn như vậy, không để ý tới Lý Vân Tiêu, liền hướng về một phòng khách lao đi. Lý Vân Tiêu nếu tới, cũng muốn nhìn nha hoàn của Khương Như Băng này là nhân vật cỡ nào, biết đâu có thể từ nơi này đột phá cũng khó nói, hắn cũng theo sát phía sau Chu Kinh Nghĩa, đi vào phòng khách. Một tên nam tử cầm một nhạc khí giống như trúc địch thổi, dùng nguyên khí ép vào trong nhạc khí, sản sinh hiệu quả kích thích rất lớn. Trong khu nhà nhỏ là người người có thể nghe thấy, rất nhanh liền có hơn trăm người hội tụ đến, trên ở một đường có vẻ hơi eo hẹp. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét ra, phát hiện nhiều là vũ hoàng cấp cường giả, hơn nữa tất cả đều là tuổi còn trẻ, một mặt chờ đợi. Ở phía trên là ngông nghênh ngồi mấy nam tử tuổi tác hơi lớn, vẻ mặt ngạo nghễ, chính là cái gọi là chấp sự. Chỉ có bốn người là vũ tôn tu vi, còn có ba người phòng trừng là cống hiến nguyên thạch nhiều, cho nên mới thượng vị. Tên thổi địch kia hiển nhiên cũng là chấp sự, cảm thấy nhân số gần đủ rồi, lúc này mới dừng lại, cao giọng nói. Cho mời tinh hoa đại ca cùng tiểu tuyết tỷ tỷ. Đùng đùng đùng. Tất cả mọi người là một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh, một nam tử tướng mạo đẹp trai từ phòng khách riêng đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười, dùng tay làm dấu mời, một nữ tử trên người mặc váy hoa sát theo đó đi ra, cũng là cười không ngậm mồm vào được, hai người tựa hồ trò chuyện với nhau cực kỳ hài lòng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu cũng muốn rơi xuống, rơi ạ, à, thế này sao lại là Tiểu Tuyết, rõ ràng chính là Tuyết Cầu a. Nếu không phải Chu Kinh Nghĩa ngay ở bên cạnh hắn, hắn nhất thời hoa mắt còn có thể cho rằng Chu Kinh Nghĩa khi nào lên đài đây này. Phi nhân ở bên người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên đài, lộ ra ánh mắt sùng bái. Lý Vân Tiêu sạm mặt lại, nội tâm sản sinh hoài nghi rất lớn, tuyết cầu này phì thành bộ dáng như thế, đúng là nha hoàn sao. Loại vóc người này làm sao phục thị tiểu thư. Lý Vân Tiêu đánh giá một thoáng, trong lòng tính toán nói, eo kia phòng trừng không cúi xuống được a. À? Tên Yến Tinh Hoa trên đài kia hiển nhiên chính là thủ lĩnh phan đoàn này, dĩ nhiên cũng có tu vi thất tình vũ tôn. Từ tuổi của hắn đến xem, cũng coi như là kỳ tài ngút trời, chỉ bất quá phóng tầm mắt đại lục, còn kém không ít. Nếu thật sự muốn lên vũ đài luận võ chọn rể, xác thực không đủ cho những đại thế gia kia xem. Yến Tinh Hoa giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng tiếng vỗ tay lại, cười nói. Hoan nghênh tiểu tuyết tỷ tỷ lần thứ hai đến băng khối phan đoàn chúng ta, lần này còn mang đến an ủi cùng chúc phúc của như băng nữ thần. Đại gia vừa nghe, mỗi cái tâm tình kích động đứng dậy, đồng thời cao giọng thét lên. Tiểu tuyết tiểu tuyết, nữ thần nữ thần. Chu Kinh Nghĩa cũng là nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói. Nữ thần, nữ thần, vì như băng nữ thần cùng tiểu tuyết tỷ tỷ, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Tuyết cầu kia cũng là cười đến ngũ quan không còn, cũng nhìn không ra miệng có mở không, chỉ nghe được nàng đô đô cười nói. Tiểu thư để ta hướng về đại gia Vấn An, cảm ơn mọi người cho tới nay đối với tiểu thư nhà chúng ta ủng hộ và kính yêu, như băng tiểu thư cũng rất yêu thích đại gia. Gào gào, Chu Kinh Nghĩa đột nhiên sói chu, lập tức đem bầu không khí đẩy lên cao điểm, tất cả mọi người cuồng hô không ngớt, giống như đã phát điên. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, ở dưới thần thức hắn tra xét, những người này đều vô cùng bình thường, không có bất kỳ tinh thần bị hao tổn hoặc là nói chúng tà thuật, lẽ nào thật sự là fan cuồng nhiệt. Tuyết cầu một trận cười không ngậm miệng, kỳ thực Lý Vân Tiêu cũng không biết nàng có há miệng ra không, ngược lại đều là thịt mỡ, tuyết cầu lại nói. Bất quá, Tiểu thư gần đây bởi vì một chuyện mà rất khổ não, cả ngày mất ăn mất ngủ. Hết thảy âm thanh lập tức đều tĩnh lặng lại, lúc trước tên chấp sự tập hợp mọi người kia đứng dậy, trầm giọng nói. Kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ công khai, như băng nữ thần đến cùng bởi vì chuyện gì khổ não, băng khối chúng ta chỉ cần có thể tận lực, coi như là muôn lần chết cũng không chối tử. Đúng, đến cùng là chuyện gì? Muôn lần chết không chối tử. Mọi người cũng theo đó hô ứng, cao giọng thét lên không ngớt. Tuyết cầu cảm động nói. Cảm ơn mọi người, nếu như như băng tiểu thư biết các ngươi trung thành như vậy, tất nhiên sẽ cảm động không thôi. Sự tình là như vậy, chư vị có từng nghe qua Ngân Nguyệt Tông. Mọi người đồng thời cau mày, bắt đầu khay khẽ bàn luận, tựa hồ không ít người đối với môn phái này có hiểu biết. Yến Tinh Hoa làm cái thủ thế im lặng, nói. Ngân Nguyệt Tông ở Đông Vực cũng coi như là môn phái nổi danh, bên trong nhiều là nữ tu võ giả. Tục truyền bọn họ còn có song tu thuật làm người khinh thường, thông qua nam nữ hành lạc để đạt tới mục đích tu luyện, cũng không biết thực hư. Tuyết cầu nghiêm mặt nói. Đúng là như thế, hơn nữa Ngân Nguyệt Tông thiếu chủ nạp lan chỉ tuyền cũng đến Hồng Nguyệt Thành, muốn tham gia tiểu thư luận võ chọn rể. Trên mặt Yến Tinh Hoa hiện ra một tia giận dữ, quát lên. Nhân vật tà ác như thế, có thể nào để hắn đến chiến vũ đài, chỉ bất quá, danh tự nạp lan chỉ tuyền này, làm sao như là nữ tử A. Tuyết cầu tức giận nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền này chính là một cô gái, cái này cũng là nguyên nhân tiểu thư rất cam tức, Hồng Nguyệt Thành hướng về thiên hạ chiêu cáo luận võ chọn rể, bên trong thoáng có sơ sẩy, chỉ yêu cầu tuổi trẻ tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống, vẫn chưa nói rõ phải là nam tử, Nạp Lan Chỉ Tuyền chính là chui chỗ trống này, vì lẽ đó, tất cả mọi người hiểu. Mọi người đều nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời ách ngữ, chỉ cảm thấy từng hình ảnh hương diễm ở trong đầu thoáng hiện, hai tên mỹ nữ tuyệt sắc lụa mỏng bạc y. Khạc, khạc khái. Yến Tinh Hoa ho khan mấy lần nói: "Nạp Lan Chỉ Tuyền cũng thực sự quá phận, nghe nói nàng cũng là phong thái tuyệt sắc, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình lãng phí tài nguyên này phát sinh, kính xin tiểu Tuyết tỷ tỷ công khai, chúng ta nên làm như thế nào?" Tuyết Cầu lộ ra nụ cười nói: "Tiểu thư đã hỏi thăm được chỗ đặt chân của Nạp Lan Chỉ Tuyền ở Hồng Nguyệt Thành, hy vọng đại gia có thể giúp tiểu thư giải quyết đi cái phiền toái này." Yến Tinh Hoa lộ ra ý cười hiểu ý nói: "Ha ha." kính xin tiểu tuyết tỷ tỷ trở lại truyền cáo như băng nữ thần chuyện này băng khối phan đoàn nhất định sẽ thay nàng hoàn thành viên mãn trên mặt tuyết cầu thịt mỡ nhảy lên nói vậy làm phiền chư vị tinh hoa đại ca cùng chư vị thay tiểu thư làm tất cả ta nhất định sẽ như thực bẩm báo yến tinh hoa cùng mấy vị chấp sự vội vàng khiêm tốn đứng dậy tuyết cầu này có vẻ thập phần vui vẻ cũng không ở thêm cổ vũ mọi người một cái liền rời khỏi bên trong đại sảnh một mảnh nghị luận sôi nổi cũng đang thảo luận việc ngân nguyệt tông này mỗi người có cái nhìn khác nhau. Ánh mắt Yến Tinh Hoa quét toàn trường một vòng, nói. Chư vị, chuyện chúng ta cần làm đã rất rõ ràng. Nhất định phải ngăn cản nạp lan chỉ tuyền tham gia luận võ chọn rể, bằng không còn thể thống gì, chuyện này liền giao cho băng khối chúng ta đi. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả mọi người là từng cái từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, dáng vẻ vì nữ thần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, lao ra phòng khách. Lý Vân Tiêu đứng ở đó một trận ngạc nhiên, thần thức của hắn đã cảm ứng được phương hướng đi của tuyết cầu kia. Chính là chỉ về Hồng Nguyệt thành phủ thành chủ mà hiện tại Hồng Nguyệt thành thành chủ xác thực là người Khương gia. Nhưng hắn cũng chú ý tới một chi tiết nhỏ, đó là mặc dù tuyết cầu kia cưỡi xe chỉ nam, nhưng độ cao phi hành lại vượt xa phạm vi cho phép, xem ra người này thật có khả năng là nha hoàn của Khương Như Băng. Huynh đệ, còn không mau đi. Chu Kinh Nghĩa tầng tầng vỗ Lý Vân Tiêu một cái, kêu lên. Đây chính là cơ hội tốt lập đại công, nếu như có thể biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thể lên cấp, hơn nữa có thể được mời đi phủ thành chủ ý kiến như băng nữ thần. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, còn có cơ hội như thế, có người đi qua chưa? Đương nhiên, Chu Kinh Nghĩa ngạo nghĩ nói, chúng ta là phan đoàn trung thành nhất dưới chướng nữ thần, tinh hoa đại ca, còn có vài tên chấp sự đều được như băng nữ thần triệu kiến qua, đó là vinh hạnh cỡ nào a? À, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chu Kinh Nghĩa không nói lời gì, lôi kéo hắn theo đại đội ngũ mà đi. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành quản lý nghiêm ngặt, thế nhưng các loại ân oán báo thủ cũng chưa từng có đình chỉ qua. Chuyện như vậy phủ thành chủ là sẽ không ra mặt quản, bọn họ phụ trách chỉ là Hồng Nguyệt Thành an nguy, cùng với một ít dân chúng vô tội an nguy. Dù sao phàm nhân phổ thông mới là nhân khẩu khổng lồ nhất, bọn họ đều được che chở dưới tam đại thế gia của Hồng Nguyệt Thành. Yến Tinh Hoa trực tiếp ở bên ngoài ném ra một chiếc kim dương chiến hạm cấp 7, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng xác thực là uy phong lẫm lẫm, hơn trăm người lên chiến xa, liền hướng về phương hướng Ngân Nguyệt Tông đặt chân bay đi. Lý Vân Tiêu chú ý tới tiêu chí của Hồng Nguyệt Thành trên Kim Dương chiến hạm, có thể độc lập phi hành không bị quản chế, nhưng độ cao nó phi hành vẫn là tận lực khống chế ở điểm thấp, rất nhanh liền tới trên một chỗ kiến trúc, đem ánh mặt trời ngăn trở, bóng tối phủ đầu. Võ giả trong kiến trúc phía dưới tựa hồ có cảm ứng, mấy bóng người trực tiếp vọt ra, đều là nữ tử tuổi thanh xuân, từng cái từng cái thân thể thướt tha, dung mạo bất phàm đều là tồn tại tuyển chọn tỉ mỉ. Là người phương nào lớn mật ở bầu trời Ngân Nguyệt Tông ta xoay quanh, còn không mau mau hạ xuống. Một cô gái nhẹ giọng quát lên, đầy mặt giận dữ. Hừ, bầu trời của Ngân Nguyệt Tông ngươi, nơi này là Hồng Nguyệt Thành, toàn bộ bầu trời đều là của Hồng Nguyệt Thành, ở đâu là của Ngân Nguyệt Tông ngươi? Yến Tinh Hoa bỗng nhiên hét một tiếng, liên hóa thành một ánh hào quang bay xuống, hơn trăm tên vũ giả cũng toàn bộ điều động, lập tức đem toàn bộ kiến trúc vây quanh. Bốn tên nữ đệ tử của Ngân Nguyệt Tông thay đổi sắc mặt, những người trước mắt này thực lực đều không yếu, hơn nữa từng cái từng cái mắt lộ ra hung quang, ở khắp toàn thân quan các nàng sát, nhìn là biết lai giả bất thiện, xem mà bốn người các nàng đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Không biết là quý khách phương nào, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Tông ta có chỗ nào đắc tội? Một âm thanh êm tai truyền ra, như tiếng nhạc vào tai, để mỗi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại tâm ý như gió xuân ấm áp sát khí đầy người lập tức bị thanh âm kia hóa đi hơn nửa. trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kinh ngạc, trong thanh âm này cũng không có mỹ thuật, nhưng có chứa một loại thiên nhiên quyến rũ. xem ra Nạp Lan Chỉ Tuyền này không phải thiên phú dị bẩm, mà là tu luyện công pháp của Ngân Nguyệt Tông đạt đến cảnh giới nhất định. Yến Tinh Hoa hừ lạnh nói: Nạp Lan Chỉ Tuyền, ngươi tới Hồng Nguyệt Thành là mục đích gì? là vì Khương Như băng nữ thần mà đến. một đạo thiến ảnh nhàn nhạt, nhạt ở trên không trung lướt qua, mùi thơm ngát kéo tới bóng người bạch y nhanh như cầu vồng xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra khí chất rung động lòng người chính là nạp lan chỉ tuyền ngắm nhìn mọi người không hiểu nói chính là vì như băng muội tử mà đến có gì không thích hợp sao con ngươi của lý vân tiêu thu nhỏ lại nạp lan chỉ tuyền này càng là bát tinh vũ tôn cường giả hơn nữa khuôn mặt khả ái giở tay giở chân trong lúc đó hiển lộ hết nhu tình mật ý hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng tuy rằng mị hàm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông nhưng cao thủ vừa nhìn xuống nguyên âm dư âm liền biết là tấm thân xử nữ tuyệt đối không phải như tuyết cầu tỷ nói cái gì tu tà công nam nữ cầu thả quả nhiên có thích hợp hay không ngươi cảm thấy thế nào trên mặt yến tinh hoa hiện ra một tia cười gần nói hiện tại chúng ta chính thức mời ngươi đi một chuyến đợi luận võ chọn rể kết thúc liền có thể thả ngươi đi ra khoảng thời gian này huynh đệ chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ các ngươi hai chữ hầu hạ cũng không biết Yến Tinh Hoa muốn biểu đạt ý gì, lập tức trêu đến Nạp Lan Chỉ Tuyền rất là tức giận, lạnh lùng nói: "Vô Liêm Sỉ, đáng chết." Nàng trong nháy mắt liền xuất thủ, một thanh trường kiếm liền đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về trên người Yến Tinh Hoa đâm tới, nàng cũng liếc mắt liền nhìn ra người này là đầu mục của mọi người, cũng là một vị thực lực mạnh nhất, vì vậy bắt giặc trước bắt vua. Kiếm khí lập tức tan ra một đạo chân không, người bốn phía không dám đón phong mang, đồng thời tản ra. Yến tinh hoa liên tiếp lui về phía sau, trong tay lóe lên bạch quang, một lưỡi đao liền phá thể mà ra, cản đi tới. Tu vi của hắn so với Nạp Lan Chỉ Tuyền muốn thấp hơn nhất tinh, không dám khinh thường, xuất thủ chính là toàn lực, ở trên không trung quá to. Cùng tiến lên, vì nữ thần. Vì nữ thần. Tất cả mọi người đều giống to, như ăn thuốc kích thích, hướng về bốn tên nữ tử cùng trong kiến trúc phóng đi, vài tên vũ tôn chấp sự là giúp đỡ Yến tinh hoa đối phó Nạp Lan Chỉ Tuyền tình cảnh hơn trăm người quần ẩu lập tức lan tràn ra bên trong kiến trúc lần thứ hai bay ra mấy bóng người lần này là bốn tên nam tử thực lực cũng chỉ là sơ cấp vũ tôn mà thôi Hừ, quả nhiên là nơi nạp ô tàng cấu yến tinh hoa châm chọc không ớt mắng trong miệng các loại lời khó nghe từng cái tuôn ra nhưng đau trong tay là nhất chiêu so với nhất chiêu ác liệt bước nạp lan chỉ tuyển thành phòng ngự bị động thêm vào vài tên chấp sự đánh mạnh lập tức rơi vào hạ phòng mấy chiêu qua đi Nạp Lan Chỉ Tuyền liên tục gặp nạn, nàng làm sao không biết đối phương chửi bậy là vì quấy nhiễu tâm thần mình, nhưng mà ngôn ngữ kia thực sự khó nghe. Đồng thời sử dụng sóng âm công kích nhất định, trực tiếp rót vào trong tay mình, nàng đã ngượng ngùng đến mặt đỏ chót, trong tay càng là gặp nạn không ngừng. Hơn trăm người khác càng là đem bốn tên nữ đệ tử kia thuấn bại, may là sau đó xuất thủ bốn tên nam tử đều là vũ tôn, lĩnh vực vừa ra, liền hầu như áp chế tất cả mọi người. Để vài tên chấp sự vây công nạp lan chỉ tuyền không thể không chia lại đây ứng đối, lúc này mới để thế cuộc của Nạp Lan chỉ tuyền có chuyển biến tốt. Lý Vân Tiêu đã nhìn ra băng khối tổ chức tuyệt không phải là kẻ tốt lành gì, ngược lại là người của Ngân Nguyệt Tông. Tuy rằng trên mặt mỗi cái mang một luồng tà tà mỹ thuật, lại có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều. Rốt cục, ở thời khắc Nạp Lan chỉ tuyền gặp nạn, hắn nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, một tia xét phá không bắn ra, không có bất kỳ người nào phản ứng lại. Trực tiếp chấn động ở trên đao của Yến Tinh Hoa, dập dờn ra một trận tiếng rung, làm cho lưỡi đao phiến diện bỏ qua sát cơ. Yến Tinh Hoa cả kinh, bỗng nhiên rút đao xoay người lại, phòng ngự ở trước người mình, chỉ lo người trong bóng tối xuất thủ đánh lén, phẫn nộ quát: "Ai? Là ai? Lăn ra đây cho lão tử." Nạp Lan chỉ tuyền là một trận sợ hãi không thôi, vừa nãy dưới một chiêu kia, nếu không có người ra tay cứu viện, cho dù không đến vong hồn dưới đao, sợ cũng bị đối phương trọng thương, bị bắt không thể nghi ngờ. Nàng cảm kích hướng bốn phía nhìn tới, muốn tìm ân nhân, nhưng không thấy bóng người chỉ có thể lâm không nói cảm ơn. Chỉ tuyên đa tạ đại nhân cứu mạng. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi, chỉ tuyên muội muội không cần đa lễ. Không trung truyền đến một tiếng đáp lại, sát theo đó một ánh hào quang hiện lên, một tên công tử hiện thân trên không trung, chậm rãi hạ xuống, mang trên mặt nụ cười mười phần, trong tay càng là nhẹ lay động quạt lông. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, rõ ràng là hắn xuất thủ, cõi đời này thật là có nhiều người vô sỉ như vậy, xem ra kẻ này cũng không phải đồ gì tốt hóa ra là một trong đông vực thất tinh tử Tây Môn Kim Lăng. Nạp Lan Chỉ Tuyền vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ Tây Môn công tử, có công tử xuất thủ cứu giúp, chỉ tuyền vinh hạnh. Đông vực thất tinh tử, giống như Bắc vực tứ tú, chính là trong một vực, trẻ tuổi được đề cử ra 7 người thực lực mạnh nhất, tuy rằng không hẳn thật sự mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là người tài ba, tuyệt không phải hạng người hư danh. Tây Môn Kim Lăng bị tán thưởng nội tâm âm thầm đắc ý, một mặt khiêm tốn nói: nơi nào, nơi nào, chỉ tuyền muội muội quá khen. Sắc mặt Yến Tinh Hoa lập tức khó coi, cả giận nói. Tây môn kim lăng, thiên hạ thị phi, phiền não đều là do mình tự gánh, ngươi phải cân nhắc lợi hại. Hừ, Tây môn kim lăng một mặt miệt thị, châm chọc nói. Đối phó những phế vật các ngươi, ở đâu ra phiền não? Hắn phất quạt lông, cả người vươn mình mà đến, nhất chiêu liền hướng trên người Yến Tinh Hoa vỗ tới, khi thế mạnh, vững vàng ngăn chặn đối phương, Yến Tinh Hoa kinh nộ không dám đón đỡ, đột nhiên dưới chân nhẹ chút, cả người liền lùi về sau. Tây Môn Kim Lăng nhất chiêu kinh sợ thối lui đối phương, càng là tự tin và khí thế tăng nhiều, cười lạnh nói. Thằng hề nhảy nhót, chờ bản công tử trong vòng 10 chiêu lấy mạng của người. Hắn đến mục đích vốn là vì nạp lan chỉ tuyền, không nghĩ tới trời cao trực tiếp an bài cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng đại hỷ. Hơn nữa thực lực đối phương ở sau khi cùng nạp lan chỉ tuyền chém giết đã là cung dương hết đà, vừa vặn cho hắn một cơ hội biểu hiện. Vì lẽ đó trên chiêu thức ngoại trừ tàn nhẫn ra, còn tận lực tuyển những vũ kỹ nhìn qua phong độ phiên phiên, hiển lộ hết anh tư tiêu sái. Hoàng kim bạch bích mua ca tiếu, nhất túy luy nguyệt khinh vương hầu. Quạt lông trong tay tây môn kim lăng dương ra, ép thẳng mà đến, áp bức yến tinh hoa không thể lui được nữa, đắc ý cười to nói. Ha ha, không cần 10 chiêu, xem ra chiêu này liền có thể. Yến tinh hoa hoảng hốt, lực lượng kia dĩ nhiên phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn, vẻn vẹn là khí tức liền ép tới mình thở không được, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, giống to liền nâng lên chiến đao, liều mạng đi tới. Ẩm. Binh khí hai người chấn động, một luồng tuyền lực ở trung tâm tản ra, trong giây lát Tây Môn Kim Lăng thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được, như núi cao hạ xuống, lực lượng của mình trong nháy mắt tan vỡ. Luồng sức mạnh kia không giảm, trực tiếp oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Phun một ngụm máu liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp một cái cầu bò thức, ngã ở dưới chân Nạp Lan Chỉ Tuyển. Tây Môn công tử, ngươi không có sao chứ? Nạp Lan Chỉ Tuyển cả kinh, vội vã tiến lên nâng hắn. Bởi vì lượng lớn nguyên khí chấn nhập trong cơ thể Tây Môn Kim Lăng, làm cho nội phủ của hắn bị hao tổn, không thể không liều mạng ho khan thổ huyết, một bên máu phun phè phè, một bên kêu lên. Ta, ta không sao. Hắn run rẩy đứng lên, tận lực để tư thế của mình tao nhã một điểm chuyện gì xảy ra? Người này làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Tây môn kim lăng cùng nạp lan chỉ tuyền đều là nội tâm kinh hãi. Yến tinh hoa cũng ngây ngốc đứng ở đó, không nghĩ ra mình tại sao một đao liền phách thương tây môn kim lăng thực lực ở bát tinh vũ tôn đỉnh cao. Hắn mờ mịt nhìn bốn phương một cái, phía sau ngoại trừ tên ngũ tinh vũ tông mới gia nhập kia, không có người nào nữa. Nội tâm Lý Vân Tiêu một trận cười lạnh nói, cho ngươi tinh tướng, tinh tướng bị xét đánh. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta yến tinh hoa cười lớn không ngớt lạnh giọng nói nạp lan chỉ tuyền lần này xem còn có ai đến cứu ngươi ngươi tu luyện nguyên âm khí liền cho ta đi hắn lần thứ hai nâng đao liền chém tới đao khí vẽ ra cầu vồng trên không trung trực tiếp đem hai người chụp xuống sắc mặt nạp lan chỉ tuyền một mảnh trắng bệch lần này đến hồng nguyệt thành vốn cũng chỉ là cùng hảo tỷ muội khương như băng nói chuyện mà thôi bên người cũng không có cao thủ bảo vệ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp người chặn giết, hơn nữa là vì nguyên thai khí của mình, nay càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ngân Nguyệt Tông nguyên thai diệu nữ công thích hợp nữ tử tu luyện, đặc biệt là nữ tử có nguyên âm thân, nếu như nữ tử tu luyện đại thành, lần thứ nhất cùng nam tử đồng phòng, sẽ đem một tia nguyên thai này độ cho đối phương, để đối phương tu luyện mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó nữ đệ tử Ngân Nguyệt Tông đều là tài nguyên mà các đại môn phái trên đại lục đổ xô tới tông môn phát triển ở trình độ nhất định là bởi vì những nữ đệ tử này. Mà Nạp Lan Chỉ Tuyền là nguyên âm thân, sau khi nguyên thai diệu nữ công đại thành, càng là có thể mang đến chỗ tốt khó có thể đánh giá cho nhà trai, thậm chí có thể làm cho vũ tôn thẳng kích vũ đế. Vì vậy nàng vẫn bị coi là tông môn trí bảo, trong ngày thường đều có trưởng lão tông môn theo, tiến hành bảo vệ bên người, không nghĩ tới lần này không người tùy tùng, liền rơi vào kết cục như vậy. Nếu bị người đoạt đi nguyên thai, đừng nói tông môn sẽ coi nàng như cặn bã, dù là mình cũng không cách nào nhẫn nhục tồn tại. Tây môn kim lăng đột nhiên quát to một tiếng, không biết từ đâu tới khí lực, trực tiếp nhảy lên liền muốn chạy trốn, trong miệng không ngừng hô. Chỉ tuyền muội muội, ta liền đi gọi người đến cứu ngươi, báo thủ cho ngươi. Hắn vốn là vì thân cận nạp lan chỉ tuyền mà đến, nhưng giờ khác này hiển nhiên tính mạng quan trọng hơn, nếu mục tiêu của đối phương là nạp lan chỉ tuyền, nói vậy sẽ không đi truy hắn. Nạp lan chỉ tuyền sừng sốt một chút, trong mắt lộ ra một tia cay đắng cùng mê hoặc, người này đúng là người vừa nãy xuất thủ cứu mình sao trong mắt yến tinh hoa lóe ra một tia tàn khốc tuy rằng hắn muốn đồng thời giết tây môn kim lăng nhưng hiển nhiên đoạt nguyên âm của nạp lan chỉ tuyền xung kích vũ đế mới là trọng yếu nhất nhưng vào lúc này lý vân tiêu muốn xuất thủ lần nữa đột nhiên thân thể ngưng lại cánh tay vừa nâng lên để xuống bởi vì hắn nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc đã xuất thủ rồi một đạo khí tức cuồng bá vô cùng từ trên trời rơi xuống một thanh trường thương kinh như du long Nhảy vào trong đao khí của Yến Tinh Hoa, chấn động ở trên chuôi chiến đao, đột nhiên ép một chút. Ẩm. Chiến đao ở dưới thương thế trực tiếp đứt đoạn, sau đó thương uy như rồng nổ tung, một luồng long uy khuếch tán, trực tiếp đem Yến Tinh Hoa dung ra một ngụm máu, mạnh mẽ té ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi. Một tên nam tử xuất hiện ở bên người nạp Lan Chỉ Tuyền, trường thương trong tay hướng về trên đất một điểm, một đạo sức mạnh tựa như tia chớp từ trên mặt đất tuôn ra, một đường chấn động đi qua, đạo đạo kình khí phá không mà lên. Yến tinh hoa hoàng hốt không ngớt, thân thể vội vàng lóe lên, liên hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy, đồng thời quát một tiếng, "Lùi!" Những thành viên băng khối tổ chức nhìn đại ca đã chạy, nhất thời trở thành đám người ô hợp, lập tức như chim muông tán theo chạy trốn, Chu Kinh Nghĩa cũng ở trong đó, chạy đi không kém bất luận người nào. Lý Vân Tiêu nhìn người đến một chút, vừa mới chuyển thân muốn rời đi, đột nhiên một luồng khí tức trực tiếp đem hắn khóa chặt, chính là người nắm thương, lạnh lùng nói: "Thấy ta, còn muốn trốn?" lý vân tiêu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng hắn không cần quay đầu lại liền biết thanh trường thương kia là chỉ về hắn ha ha lý vân tiêu chậm rãi xoay người lại cười nói không nghĩ tới la huynh vẫn nhận ra ta hừ coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi thiên linh hoàn của ta đó là bị ngươi phá hủy tên nam tử kia run thương thức lên lập tức bốc lên điểm điểm hàn khí chỉ vào yết hầu của lý vân tiêu khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt lý vân tiêu chính là một trong mấy tiểu đồng bọn ngày đó bên trong Tu Di Sơn đồng thời mạo hiểm. La Thành Nạp Lan chỉ tuyền sống sót sau tai nạn, một luồng cảm kích khó có thể dùng lời diễn tả được sông lên đầu, từ từ tiến lên nói. Hóa ra là La Đại Ca, đa tạ La Đại Ca cứu mạng. Bất quá nàng cũng cảm thấy hết sức kỳ quái nói. La Đại Ca nhận thức người này. Lý Vân Tiêu ở trong mắt nàng bất quá là ngũ tinh vũ tông mà thôi, hơn nữa đối phương là trong một nhóm người kia, nội tâm sinh ra một luồng hết sức căm ghét, nhíu chặt mày. Xa xa Tây Môn Kim Lăng còn không chạy bao xa, biến cố lần này để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, sau đó các loại màu sắc hiện lên ở trên mặt, trong mắt tất cả đều là vẻ mù mịt. Kết cục như vậy không phải hắn muốn nhìn thấy, mình sợ chết ở trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ ra, hắn ước gì Nạp Lan Chỉ Tuyền bị người vừa nãy kia chụp tới phá nguyên âm, cũng không muốn nàng Tường An vô sự được người khác cứu, điều này làm cho mặt mũi hắn hướng về nơi nào thả. Lần này tiếp tục trốn cũng không phải không trốn cũng không phải, không biết làm sao lúng túng đứng ở đó. Ha ha, La Huynh có khỏe không, thương của ngươi quá mức sắc bén, cẩn thận nó sẽ lỏng tay, tuyệt đối đừng ngộ thương tiểu đệ a. À. Lý Vân Tiêu cười ha hả, thân thể khẽ nghiêng, muốn né tránh thương mang. Nhưng La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, mũi thương theo Lý Vân Tiêu đong đưa mà động, chính là không chịu để thương xuống, lạnh lùng nói. Ngày đó ngươi phá hủy thiên linh hoàn của ta, nếu như ta nhớ không lầm, trên người ngươi có không ít bảo bối, tùy tiện lấy ra ba, bốn kiện đến bồi thường liền được rồi. Ngày đó ở trong Tu Di Sơn, hắn cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu thu rất nhiều bảo bối. Chỉ bất quá thời gian qua đi đã lâu, hắn đã đột phá đến Vũ Tôn, mà Lý Vân Tiêu còn ở Vũ Tông cảnh giới, để hắn cảm giác bất ngờ. Phải biết hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên thực lực của Lý Vân Tiêu, tuy rằng trong miệng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực đối phương là vượt qua hắn. Hồi lâu tới nay vẫn lấy đánh bại Lý Vân Tiêu là mục tiêu tu luyện, không nghĩ tới lúc gặp lại, hai người tranh lệch dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực điều này làm cho La Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải thậm chí nội tâm hơi có chút phẫn nộ dẫn đối phương không hàng hái trên mặt lướt qua một tia lạnh lùng trường thương ở trên không trung run lên hóa xuất đạo đạo ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị liền trực tiếp thu vào trong cơ thể hắn luôn mãi tra xét tu vi của Lý Vân Tiêu sau khi xác nhận là ngũ tinh vũ tông lập tức đần độn thất vọng nói ngươi đã mất đi tư cách để ta động thương lưu lại đồ vật ngày đó ở tu di sơn đoạt được liền có thể sống sót rời đi còn nữa lập tức cút ra khỏi hồng nguyệt thành cho ta đời này không cần để ta thấy ngươi cho tới nay mục tiêu liều mạng tu luyện muốn truy đuổi cường giả ở trong mắt hắn nỗ lực muốn vượt qua lại vẫn là ngũ tinh vũ tông để hắn thất vọng không nói ra hắn không muốn nhìn thấy lý vân tiêu lập tức thét ra lệnh hắn cút đi lý vân tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói đồ vật không có vậy ta đi trước hắn xoay người liền muốn rời đi. Trên mặt La Thanh Vân hiện ra một chút giận dữ, quát lên. Thực lực không tiến bộ, tinh khí vẫn không thay đổi, ngươi đã muốn ta động thủ, vậy thì thành toàn ngươi. Hắn một tay vung lên, cũng không thấy động tác dưới chân, liền nhanh chóng di động, như người mà lên, một đạo thanh mang ở đầu ngón tay lấp lóe, liền hướng trên người Lý Vân Tiêu chụp tới. Lần này hắn còn thoáng đúng mực, chỉ lo mình dùng sức quá mạnh, đem đối phương vồ chết.